Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi vào buổi trưa ngày 15 tháng 12 2023 trên đoạn đường Tam Bình của thành phố Thủ Đức hướng ra đường Hiệp Bình của thành phố Thủ Đức. Hiện tại thì sắp tới ngày Giáng sinh nhưng mà thời tiết khá là nắng và nóng bức. Hiện tại em đi là thời tiết rất là nắng và nóng rát cái tay. Hiện tại thì mồ hôi của em đã chảy rất là nhiều. Thì hai bên đường quý vị cũng có thể thấy rất là nhiều mặt bằng đang để bán cho thuê cũng như là trả mặt bằng. Hiện tại các shop rất là ít. Đường này khá là vắng và buồn. Thì theo thông tin em nhận được, em cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là vào sáng ngày 15 tháng 12 này thì em có thông tin đọc được đó là nguy cơ ca Covid-19 ở Sài Gòn tăng. Giám đốc Sở Y tế ở Sài Gòn Tăng Chí Thượng cho rằng ca Covid-19 tại thành phố nguy cơ tăng trở lại trong bối cảnh số ca tăng ở một số nước. Thì sáng ngày 15 tháng 12, ông thừa nhận số ca Covid-19 tăng là khó tránh khỏi bởi biến chủng EG5 phổ biến nhất hiện nay, được ghi nhận tại 89 quốc gia nhưng chưa xuất hiện trên địa bàn ở Sài Gòn. Thì theo quy luật, khi một biến chủng virus mới xuất hiện thì số ca mắc thường sẽ tăng. Thì kết quả giải trình gen của virus bởi các mẫu bệnh phẩm Covid tại Sài Gòn 5 tháng qua ghi nhận đều nhiễm biến chủng của con virus này. Từ Bộ Y tế điều chỉnh Covid-19 thì bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A rất nguy hiểm. Nhóm A là nhóm rất nguy hiểm quý vị. Sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B nguy hiểm thì hôm ngày 19 tháng 10 đến nay các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca Covid cần nhập viện để điều trị nào. Thì gần đây nhiều nước Đông Nam Á như Singapore, Indo, Malaysia ghi nhận số ca nhập viện do Covid-19 tăng đột biến. Các nước này đang tái áp dụng một số biện pháp phòng chống như lắp máy quét thân nhiệt tại sân bay, kêu gọi người dân đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi ở nơi công cộng, hoãn du lịch lại vì lo ngại ca Covid-19 kết hợp với cúm và các mầm bệnh khác. Thì các chuyên gia Việt Nam cho rằng số ca Covid-19 tăng ở nhiều nơi trên thế giới nhưng không đáng lo ngại vì hầu hết người dân đã có miễn dịch, đa số mắc bệnh nhẹ không nghiêm trọng. Số ca Covid-19 tăng hiện nay không có gì nguy hiểm lắm vì đa số người dân đã có miễn dịch, tiêm chủng đầy đủ 2 đến 3 mũi vaccine. Thì cùng cơ quan thì bác sĩ Trần Hữu Khanh, phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm ở Sài Gòn cho rằng việc số ca tăng mắc hiện nay là điều bình thường, không có gì đáng lo ngại bởi Covid-19 đã trở thành bệnh theo mùa tương tự cúm. Thực tế ca mắc có thể do nhiều yếu tố như giảm khả năng miễn dịch, tần suất đi lại nhiều, tiếp xúc với cộng đồng người dân cao. Thì Việt Nam đang trong giai đoạn vào mùa đông và mùa xuân, thời tiết chuyển mùa đổi thất thường. Thì nguyên nhân gây lây lan đường hô hấp rất là dễ bùng phát các bệnh về đường hô hấp cũng như là sẽ làm cho hệ miễn dịch yếu, rất là dễ nhiễm biến chủng mới của Covid. Thì kêu gọi toàn dân ở Sài Gòn đặc biệt đeo khẩu trang cũng như phòng chống để tránh bị lây lan nhiều. Dạ vâng, thì theo em đọc được trên báo thì nguy cơ ca Covid tăng là vậy. Thì mong quý vị có đi ra đường thì mình nên đeo khẩu trang để phòng chống mình dịch Covid cũng có thể là tăng lúc nào thì không biết. Nhưng mà
tăng vào thời điểm này thì cũng rất khá là buồn. Tại vì tình hình kinh tế ở Sài Gòn đang rất là khó khăn, mà mình gặp thêm một con dịch nữa thì phải nói là rất là tồi tệ, không thể nào nghĩ được. Quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị. Hiện tại thì em đang đi trên đường Hiệp Bình của thành phố Thủ Đức, một con đường lớn ở thành phố Thủ Đức.